vô đây con. Vô đây. Sao lại cầm khăn vô đây? Con đâu rồi? Sao đứa lại cầm khăn ra đây? Mon lạnh hả? Cô biết sắp kìa lên đấy. Nào mình ra. Cái gì đây không? Hả? Ý, cô biết thích à? Đây là quà của cô Peggy Lin gửi cho gia đình mình á. Khui ra nha. Mình cùng khui ra nha. Bi muốn khui hả? Con khui đi. Con khui đi, mẹ đi lấy cái kéo mày cắt ra nhá. Nào con tò mò đi nha. Lại đây, đi lại đây. Cô Bi xuống đây nào. Quà của cô Peggy Lin à. Cảm ơn với cô Peggy Lin nha. Nào con bỏ tay ra đây mình. Wow. Bị giỡn đấy. Ngon thật tò mò nè. Nào đi xuống đây mẹ tháo ra nào. Đi xuống đây. Thẳng nha. Mình ra vỡ đi đây. Wow. Thích quá nha. Đấy, một cái nồi làm bánh. Baby ơi. Cô biết trên tặng cho gia đình mình cái nồi làm bánh nè, làm bánh mì nè nha. Bi ơi, con mang cái này con đây vớt sầu rác cho mẹ nè. Bi ơi, nè, con cầm này đây vớt sầu rác cho mẹ nè. Đi đi. Giờ mình tiếp tục khui nha. Mẹ với Mon đợi cô Bi á. Wow. Đây mẹ lấy ra. Thích không? Hai đứa thích không? Mon không sợ hả? À Mon buông vào mẹ nha. Rồi bây giờ mẹ lên ra nè. Wow, đây cô Bi bên đây nè. Cô Bi còn tò mò xem ở trong thùng còn có gì nữa không ạ cô Bi? Hả? À, được rồi. Cái lò bánh mì bên đây mà. Đây là cái hướng dẫn sử dụng nè, mình sẽ phải giữ lại để mình coi về cách sử dụng. Đây, wow, thích quá. Rồi, mình cái nồi này ra lại nha. Đây là cái nồi này để mình cho bánh mì, cho bột bánh vào đây nè. Mình sẽ làm bánh cho cô Bi với Mon với lại cả nhà mình ăn nha. Mình sẽ cùng làm bánh mì với nhau nha. Cô Bi cảm ơn cô Peggy Lin đi. Cô Peggy Lin thương gia đình mình nha. Nào hay tặng quà cho gia đình mình đấy nha. Đi nha. Cô thương cô Bi lắm đấy. Đây là những cái dụng cụ để đo định đo bột, cân bột với là các kiểu này để vét bánh này. Đây mình để đây, mình để dùng coi nha. Đó, cô Bi thích cái nồi này không? Ăn không cắn chứ con. Để mình làm bánh mì cho cả cô Bi với Mon cùng ăn nhé. Nhá, thích không? Yeah, không mẹ miếng ra nè. Giỏi đó. Đây.